Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 12 thì cửa hàng của Xuân Đỉnh lại tiếp tục giới thiệu đến các bác một cái bộ sản phẩm hàng bình dân để phục vụ cho các bác nghe nhạc cũng như mua sắm để chuẩn bị chơi Tết. Một cái bộ hôm nay thì Xuân Đỉnh lên một cái cấu hình với một cái phân khúc giá là dưới 10 triệu. Có một chiếc âm ly của hãng Pioneer 535 và một cái cặp loa Infinity đến từ Mỹ, dòng này thuộc dòng loa cây cột, cấu hình của nó là hai bát 16 một tép đôm, chất âm cực kỳ là hay. Đấy, đây tổng giá trị cả một cái bộ này thì nó là dưới 10 triệu các bác nhé. Và bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho các bác về cái bộ sản phẩm ngày hôm nay. Và cái bộ này thì các bác sẽ chơi rất tốt với những diện tích phòng từ 30 đến 40 mét vuông. Hình thức cũng như chất âm rất là tuyệt vời so với cái tầm tiền các bác bỏ ra. Đầu tiên thì Sơn Đỉnh sẽ quay cho các bác đó là chiếc âm ly Pioneer 535. Thì cũng rất là lâu rồi, hôm nay Sơn Đỉnh mới về được một chiếc này. Một cái giá tiền thì nó khá là mềm mại. Pioneer 535. Công suất của nó là 160W, chạy 4 sò than xanh đen, trở kháng từ 4 ohm khi đánh A hoặc B và cộng AB là 8 ohm, có chỉnh bát chép, có ba lăng. Đấy, cái đường recto này thì không quan trọng này. Quan trọng là cái đường input là đường vào cho các bác kết nối thiết bị bên ngoài qua điện thoại, máy tính, phono thì dành cho đĩa than. Các bác sử dụng cổng nào thì bác xoay cổng đấy này, rất là tiện dùng. Đấy. Ở phía bên dưới thì có nút subbreak là giảm tần số hay gọi là lọc tần số của bát tép này. Có nao nớt này tăng giải trầm cho bát tép. Nếu bác là thích nó uy lực thì bấm cái nao nớt đèn nó sáng thì cái tiếng bát của tiếng tép nó sẽ nảy hơn. Đấy. Direct là đánh mộc không có chỉnh bát tép. Nếu như bác sử dụng để nghe mộc, còn nếu như không thì nhả nó ra. Muting là ngắt tiếng. Phono cái này thì dành cho đĩa than rồi. Còn đúng trên cùng là volume. Size của nó là size 42, mặt phanh nhôm màu đen. Hình thức rất là đẹp. Sử dụng là điện 100V, dây nguồn của đây to phạc luôn. Đấy, mặt mũi không có chảy xước gì cả. Chiếc âm ly này thì cả Xuân Đỉnh đang bán mức giá là 3 triệu 200 nghìn đồng. Pioneer A535. Dòng này thì ghép từ rất nhiều loại loa Nhật, bass 2530 đánh rất là tốt, cửa tiền thì khá là bình dân. Đấy. Công suất thì khỏe, công suất đến 160W. Thứ nhất là cầu loa rất là to. Dòng này thì nó hơi ngược đời so với những dòng âm ly bình thường. Âm ly bình thường thì nó là cầu A bên trên, cầu B bên dưới. Nhưng dòng này thì nó lại ngược lại là cầu B bên trên, cầu A bên dưới. B là một hàng ngang bên trên, A là một hàng ngang bên dưới. Đấy. Còn đây là các đường vào, nó cũng có cái cổng bari input này cho các bác làm dè bao này. Đấy. Tên của âm ly cũng như thông số này. A535 này, điện 100V, công suất là 160W, số series của nó là 2253. Đấy. Đây là các đường vào, phono là dành cho đĩa than, dây nguồn rất to, dây nguồn to lắm các bác nhé. Máy móc còn nguyên zin tuyệt đối, mức giá là 3 triệu 200 nghìn đồng. Pioneer 535 rất là lâu rồi thì Xuân Đình mới về được một chiếc này các bác nhé. Và tiếp theo thì Xuân Đình sẽ giới thiệu cho các bác đó là cái cặp loa cây cột của hãng Infinity. Dòng này có model là 2000.6 thì phải. Đây. Mình sẽ quay đằng sau cho các bác xem cái đèn. Đấy, nó có cái chân đế này. Đấy, đằng sau đầy đủ chân đế luôn này. Đấy. Model của nó là Infinity 2000.6 các bác nha. Đấy. Sau này nó có trở kháng là 8 ohm, công suất từ 15 đến 200W. 200W là công suất max chịu tải đấy. Số series của nó là 1051. Loa đẹp góc cạnh luôn. Cực đẹp. Không có bị chảy xước gì nhiều, nói chung nó cũng có chảy xước vì nó là đồ cũ rồi, nhưng mà nói chung là tổng quan thì nó rất là đẹp vì nó không có bị nở loét hay dập vỡ gì cả. Một cái cấu hình của loa thì nó thiết kế là hai bát 16. Đấy. Mà gân của nó là gân mút, màng của nó là màng carbon, và dòng Infinity thì các bác thường thấy nó có một cái màng carbon của nó là màu trắng đục. Đấy. Một thép đôm ở chính giữa. Cặp loa này thì nó cao đúng 1 mét, chiều ngang là 20 và chiều sâu là 30. Loa rất nặng và chất. Ở phía bên dưới này thì nó là một cái lớp lưới trang trí bảo vệ, nhìn thì nó rất là sang trọng khi mà các bác đậy cái căng ở bên trên này vào như thế này. Đấy. Thì gọi nó là căng hai lớp. Chất âm của dòng này rất là hay, nghe thể loại bolero, nhạc vàng trữ tình hay nhạc không lời, tiếng nó cực kỳ là tí tách. Và đang phối ghép với chiếc âm ly của hãng Pioneer nó rất là hợp. Khuôn viên tiền thì nó khá là bình dân. Đây là một cái bộ với phân khúc là dưới 10 triệu. Đảm bảo gác là ngon, bổ rẻ mà chất âm thì rất là tuyệt vời. Tất cả những sản phẩm thì Xuân Đình đều quay chi tiết cũng như nếu như có lỗi hoặc là nó xấu thì Xuân Đình sẽ quay cho các bác luôn.
Nếu tổng quan thì Xuân Đình nói đẹp thì nó đẹp, mà Xuân Đình bán bằng cái uy tín của mình thì cứ báo rõ với các bác, nói và tả là chuẩn. Nếu như sai thì Xuân Đình sẽ tặng cho các bác làm kỷ niệm. Đây số seri bên này này, sau này thì nó trùng seri luôn, 1051 2006, trở kháng là 8 ohm, rất dễ phối ghép với âm ly công suất này. Đấy. Chân đế đầy đủ, loa rất cao, bê thùng rất đầm và nặng vật chất. Cặp này thì cửa hàng Xuân Đình đang bán cho các bác với một cái mức giá khá là mềm mại, 6 triệu 500 nghìn đồng. Đấy. Loa Infinity đến từ Mỹ, có model là 2000.6 các bác nhé. Tổng giá trị cả một cái bộ này thì nó có mức giá là 9 triệu 700 nghìn đồng. Đấy là cả giá trị cả bộ, nói chung là ngon bổ rẻ với một cái phân khúc là dưới 10 triệu. Thì các bác chơi một cái bộ âm thanh hàng bãi chất lượng, cũng như cái tầm tiền bỏ ra thì khá là mềm mại thôi. Địa chỉ mua hàng ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại là 0395 727 582. Và những sản phẩm này thì Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Xuân Đình. Xin chào và hẹn gặp lại.